đứng im. Qua chú chúng mày đâu. Một khốn chúng mày, chúng mày sẽ biết tại sao. Bọn em có cái này cho chị. Là cái gì? Bọn em vừa đi mua được chiếc diều này. Chị vui lắm chị ạ. Mua bạn cái gì? Chắc chúng mày vừa đi ăn trộm con cơm ở đâu về chứ gì? Không phải đâu chị, bọn em đi mua thật đấy. Chúng mày qua mà tao à? Đúng là bọn em không qua được mắt chị cái gì hết. Chúng mày ở với tao bao nhiêu lâu rồi? Chúng mày làm gì mà tao không biết à? Thôi, chúng mày cút ra ngoài hết đi. Chúng mày một lũ vô tích sự. Chị vừa thế này, mà chị bỏ cũng thích. Nó có quen không? Hình như là con bé vừa lấy mình cốc rượu sao ấy. Đúng vậy, chính là tao. Thì đã là rượu quất. Bắn! Các tôi biết sự gì nữa? Bắn đi! Đây là chìa của Candy mà. Ah! Ah!
biết rồi. Chúng ta về thôi. Trò tiêu khiển rồi. Hey, có việc làm rồi, đi cấp dụng. Thank you.
xuống, tôi giết con này. Mày không thoát được đâu. Mau đầu hàng, tao sẽ cho mày một con đường sống. Đi. Đại ca em, làm sao mà chết vậy? Mày, bắt xuống đây. Đại ca, hãy để em ở lại. Không được, mày phải đưa chị đi an toàn. Nhanh. Đi. Gây ra chuyện này. Chỉ với bọn Igon mới giết được đại ca em sao? Chú đừng coi thường bọn Igon. Khi chú gặp chúng, chú sẽ biết chú đang đối đầu với ai. Vậy khi chúng gặp em, chúng sẽ biết chúng đang đối đầu với ai. Lần này chị sẽ đi cùng để trả thù cho đại ca của các chú. Các chú hãy chuẩn bị đi. Việc này chị ấy giao cho bọn em. Nhất định bọn em sẽ trả thù cho đại ca. Bọn em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Chúng mày theo vào. Lần này chúng ta sẽ phải trả giá. Mày đưa ra. Yes sir.
ở đây để tớ đánh lạc hướng bọn chúng. Có nghe không? Thêm bước nữa còn nát sọ bạn mày. Mày muốn thả bạn tao ra? Chạy đi, cậu đừng quan tâm đến tớ. Hãy bắn nó đi. Thử xem. Candy. Chạy đi. Vết thương của cậu sao rồi? Tớ đỡ rồi. Thôi, để tớ đỡ cậu đến bệnh viện.